Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày 27 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý xem tử vi hôm nay của 12 con giáp thân tí bán hợp phù trợ cho người tuổi tí có một ngày trí tuệ minh mẫn. Bản mệnh có thể đưa ra nhiều quyết định đúng đắn ngay cả ở trong những tình huống khó khăn nhất. Điều này giúp bạn xây dựng được lòng tin nơi mọi người. Lại thêm chính ấn trợ mệnh, con giáp này được cấp trên tin tưởng trao thêm cho nhiều trọng trách nữa. Khả năng làm việc tốt cùng tinh thần cống hiến hết mình vì công việc giúp những chú chuột tiến lên khá nhanh. Hôm nay cũng là ngày mà đường tình của con giáp này vô cùng thuận lợi. Các cặp đôi say xưa tận hưởng những giờ phút ngọt ngào bên nhau, hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, đừng để đến lúc tình yêu phai màu thì tiếc nuối cũng đã muộn màng. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim, đề phòng sức khỏe không tốt hoặc có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn, không nên hấp tấp trong chuyện tình cảm hoặc lời hẹn ước trong công việc. Có tài lộc nhưng dễ hao tán về giao dịch tiền đáo hạn, định kỳ. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy, không nên mưu cầu những chuyện lớn lao hoặc tin tưởng quá đáng vào sự suy nghĩ của mình sẽ có sự trái ý. Thêm một chuyện không hay bằng bớt đi một chuyện, nên nhẫn nhịn, nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp tu bổ, chỉnh đốn lại các công việc cũ. Đi xa, di chuyển không tốt. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa. Mọi việc không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc xảy ra dễ có sự đảo lộn ngoài dự tính, chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro, hoặc bị chơi xấu, tranh cãi có tin tức ở xa hoặc có cuộc đi di chuyển có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hội họp đình đám có tài lộc hoặc có chuyện vui tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ có quý nhân hoặc có cơ hội đem đến lợi lộc cho mình nhưng cũng không nên mừng vội vì phải có sự trả giá điều kiện hoặc vì tiền bạc chỉ đem lại những bất hòa xích mích về tình cảm hoặc phải chi dụng vào những việc buồn về đình đám xe cộ máy móc án phí lệ phí thuế đau ốm sức khỏe tăng tóc tai nạn của mình hoặc người thân có tin xa, mọi sự sẽ đến hai lần. Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc. Không nên để cho mình ở trong thế kẹt hoặc bị ràng buộc. Hãy thẳng thắn nói lên ý kiến của mình dù biết rằng sẽ có nhiều bất hòa, tranh cãi. Cẩn trọng khi đi đứng, di chuyển, có rủi ro. Mọi dự tính chưa có thể tiến hành. Nên chờ đợi, có tin buồn, tài lộc chậm, chưa đến. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, chính tài xuất hiện mang may mắn về tiền bạc cho người tuổi Sửu. Hôm nay bạn không cần lo lắng nhiều về tiền bạc đâu nhé. Tài chính vững vàng giúp cho con giáp này thoải mái làm những điều mình muốn, nhưng hãy học cách tiết kiệm phòng khi cần nữa. Chẳng những vậy, chuyện tình cảm của bạn còn không gặp bất cứ trở ngại nào trong ngày thứ tư này. Đào hoa nở rộ, con giáp này nếu còn độc thân sẽ dễ tìm được tình yêu của đời mình một cách vô cùng tình cờ nhưng cũng rất đỗi lãng mạn. Đôi lứa tìm hiểu nhau lâu ngày có thể tính tới chuyện trăm năm, về ra mắt gia đình. Tình yêu nở rộ là lúc con tim luôn hướng về nhau, hãy trân trọng những gì mình đang có nhé. Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim. Không nên để mình bị lôi cuốn vào những sự việc đang xảy ra gặp trắc trở, khó khăn. Nên ngồi yên vì mọi sự xoay sở đều khó có kết quả nên dùng tình cảm để giải quyết thì hay mọi việc chưa đến lúc kết thúc đề phòng có những người khác nhúng tay vào chuyện của mình dễ bị tránh oán áp lực hiểu lầm tài lộc dễ hao tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy ngày có nhiều sự việc xảy đến tốt xấu lẫn lộn nếu có tài lộc thì cũng phải có sự hao tán về vui chơi giao thiệp không nên để người khác xen vào chuyện của mình hãy tự mình giải quyết tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa nếu tiến hành công việc thì nên làm cho nhanh dễ gặp sự phá ngang bỏ dở hoặc do tiếp khách có tin khác nếu có tài lộc thì cũng phải có sự hao tán về vui chơi giao thiệp không nên ở lâu nên cẩn trọng không nên để người khác xen vào chuyện của mình hãy tự mình giải quyết tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ dù có gặp chuyện vui cũng không nên quá đáng sẽ có kết quả ngược lại hoặc chỉ đem lại sự mích lòng dù có tài lộc cũng phải tiêu hao cho những công việc đến hạn kỳ hẹn ước có tin tức ở xa có khách đến viếng hoặc nhận được tin tức của họ có lộc ăn quà tặng dự tiệc nhưng cũng phải hao chút ít không nên kèn cựa tranh giành về tiền bạc gây sự bất hòa không tốt cẩn trọng trong việc chi tiêu có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc ngày trung bình có sự gặp gỡ bè bạn hội họp hẹn ước hoặc có tin tốt có sự chi tiêu hoặc đảm nhận công việc ngoài dự tính trong sự giao hảo nên có sự nhu thuận tránh mọi tranh cãi ngày có sự tu bổ sửa chữa hoặc thay đổi ý định vì sự việc đã xảy ra hoàn toàn khác không nên quá tin cẩn vào tin tức của người khác đem lại tử vi tuổi dần cục diện tương xung báo hiệu những mâu thuẫn cãi vã có thể xảy đến với người tuổi dần trong hôm nay bạn rất dễ nổi nóng hoặc có chuyện mà không kiềm chế được bản thân khiến mọi chuyện trở nên rắc rối, chút bất đồng nhỏ cũng có thể dẫn tới khẩu chiến hay xô sát lớn. Tỷ kiên còn là điểm báo tiểu nhân đang cố tìm cách phá hoại con giáp này. Dường như có kẻ luôn cảm thấy ghen tị với những thành tích mà những chú hổ có được nên sẵn sàng ra tay hành động táo bạo, đẩy bạn vào những tình huống éo le. Vì thế bản mệnh phải điềm tĩnh để xử lý, đừng vì một kẻ tiểu nhân mà hành động sai, trở nên xấu xí trong mắt người khác ngũ hành xung khắc khiến cho tình cảm giữa bạn và người ấy không được suôn sẻ cho lắm. Đôi bên đều có lỗi nhưng không ai chịu xuống nước, có những vấn đề cần phải ngồi lại bàn bạc với nhau. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Mọi việc sẽ trở nên không dễ dàng theo ý mình mong muốn. Công việc dở dang hoặc phải bỏ ngang làm lại. Nên nhẫn nại, có tài lộc nhỏ, hoặc cầm tiền, đồ đạc của người khác nhờ mình chuyển giao. Hạp nghề nha khoa, cơ khí, máy móc tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa ngày sung của buồn mạng có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ thay đổi công việc di chuyển dù công việc có gấp gáp hoặc chắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp vội vàng nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến ngày có khách đến hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tài lộc trung bình có tin vui ở xa tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ ngày sung của buồn mạng dù công việc có gấp gáp hoặc chắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp vội vàng dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn không được như ý nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ tâm tình bất an đi xa di chuyển bất lợi tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc ngày sung của buồn mạng nếu công việc hoàn cảnh tình thế không còn được như ý muốn thì nên thay đổi hoặc đi xa rời chỗ ngày có sự tụ hội đông đảo hoặc có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn sức khỏe không tốt tâm tình bất an nên cẩn trọng khi sử dụng xe cộ máy móc nuôi súc vật không nên tham vọng quá lớn sẽ có điều hối tiếc tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim ngày không tốt không nên mưu cầu hoặc giải quyết ngay các công việc quan trọng ngày có nhiều tin tức xấu hoặc bặt tin nên dự tính cho mình đường hướng khác trong việc gặp gỡ bàn thảo dễ gây ra chuyện xích mích lôi thôi chơi xấu tài lộc dễ hao có hạn đi xa tử vi tuổi mão kiếp tài giáng họa vận trình tài lộc của người tuổi mão trong ngày thứ tư này có điểm báo thất thoát khá rõ nguồn thu chẳng có nhiều nhưng lại có nhiều việc cần phải chi tiêu nên tiền bạc trong nhà cứ thế kéo nhau ra đi tài lộc tiêu tan trong tích tắc nhưng nguyên nhân của điều này phần lớn nằm ở chính bản thân con giáp này có lẽ bạn có phần ngây thơ và cả tin nghe theo lời những kẻ xu nịnh đưa ra những quyết định thiếu tính toán sáng suốt liều lĩnh làm theo những điều chưa được xem xét kỹ càng nên dễ dàng để tiền trôi khỏi túi một cách đáng tiếc trong ngày tài lộc ảm đạm đường tình duyên của bản mệnh cũng không được thuận lợi cho lắm do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc đôi lứa xảy ra nhiều mối mâu thuẫn tranh cãi liên miên mà không tìm được cách giải quyết cũng không tìm ra lối thoát cho cả hai người tình yêu vẫn còn nhưng vô cùng mong manh tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy nên ngồi yên khi mọi việc đến với mình ở trong tình thế khó khăn tiến thoái lưỡng nan không nên hấp tấp trong công việc sẽ bị hư hại sai sót trách oán chỉ nên xem xét lại vấn đề từ ngọn ngành chớ làm càn mọi việc mong cầu về tiền bạc còn chậm chưa có kết quả ngày rất dễ gặp rủi ro đứng giữa ngã ba đường tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính nay nhận được tin tức không được như ý mọi việc vẫn còn chậm chạp nên thay đổi ý định trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng hao tài tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính nay nhận được tin tức không được như ý hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng hao tài về giao thiệp nhưng vẫn có chuyện tốt tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu ý nguyện của họ như thế nào thì mình thực hiện như thế đó có quý nhân có tin tức hao tài cho mọi việc quan hệ giao thiệp công việc làm không nên trước chăm chỉ sau chán nản hoặc gặp khó khăn mà thoái lui không có lợi có chuyện tu bổ sửa chữa sắp xếp lại công việc tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim sự chờ đợi tin tức hoặc công việc đã lâu nay sẽ đến làm việc gì cũng nên tiến hành nhanh chóng vì sẽ có sự tạm dừng hoặc dở dang vì có sự việc khác hoặc người khác đến có lộc nhỏ hoặc lộc ăn quà tặng ngày có đám tiệc nhưng không có cuộc vui trọn vẹn như ý tử vi tuổi thìn ngày có tam hợp che chở người tuổi thìn được quý nhân dẫn đường giúp cho công việc có phần thuận lợi hơn mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh theo tử vi hàng ngày cho thấy những kế hoạch con giáp này đề ra đều được thông qua và thực hiện đúng tiến độ đạt kết quả như mong đợi không tốn quá nhiều thời gian và công sức thiên tài xuất hiện còn mang vận may tới cho vận trình tài lộc của con giáp này Người kinh doanh được các thần trợ giúp nên buôn bán phát tài, có nhiều khách hàng tự tìm đến, chất lượng sản phẩm được khách hàng công nhận và đánh giá cao trên thị trường, mở ra những bước tiến mới cho mệnh chủ. Hôm nay tình cảm riêng tư của những chú rồng cũng có khởi sắc, nhất là với người đang trong giai đoạn hẹn hò, tìm hiểu. Hãy tranh thủ cơ hội này để tăng tiến mối quan hệ, cùng nhau xác định cụ thể hướng đi trong tương lai của cả hai. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Ngày xấu có quá nhiều chuyện phải lo âu, tâm tình bất an. Cẩn trọng các việc có liên quan đến pháp luật, hoặc gặp rủi ro, buồn phiền, tang tóc, tai nạn, đau ốm. Mọi việc mong cầu dễ gặp điều bất chắc. Cẩn thận về lời ăn tiếng nói đưa đến bất hòa. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Làm gì cũng nên để mình bị ràng buộc, hoặc phải vướng vào những chuyện không đâu. Đi đến nơi nào cũng không nên ở lâu. Có cuộc đi ngắn hoặc được mời. Nên cẩn trọng khi di chuyển, đi lại. Có tin xa nhưng cũng không tốt, Tính toán nhiều quá dễ hao tài lộc. Tử Vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc. Sự việc không phải là đơn giản, không phải một lần giải quyết hành động mà kết thúc được vấn đề, vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình. Tuy nhiên cũng không nên nản chí sẽ có kết quả, tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp lâu lắc. Tử Vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim. Chuyện công danh, tình cảm, tài lộc nếu đến thì nên làm ngay. Khi có lợi thì nên dừng bước sự lợi lộc có thể đến chậm hoặc chỉ là có tin hoặc được sự giúp đỡ của quý nhân tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy mọi việc nên giữ thái độ ôn hòa để thảo luận bàn bạc dù mình đang bị áp lực hoặc đang gặp nhiều trở ngại chưa có phương hướng giải quyết cho ổn thỏa nhưng sẽ có kết quả nên chấp nhận sự giải quyết tạm thời sau này sẽ có sự chuyển biến có quý nhân giúp đỡ Tử vi tuổi tỵ Nhị hợp mang tới cho người tuổi tỵ thêm nhiều phúc phần hơn người trong hôm nay. Bản mệnh có nhân duyên cực vượng, tình cảm khác giới hài hòa, đào hoa cũng nhiều vô kể. Đây là lúc để bản mệnh mở lòng mình và tìm thấy người tâm đầu ý hợp chung bước sau này. Đây cũng là cơ hội để những bạn đã có gia đình có thể hàn gắn dạn nứt. Sau tất cả, gia đình vẫn là quan trọng nhất và cả bạn lẫn người ấy để cố gắng gìn giữ hạnh phúc này. Bạn biết rằng không phải ai cũng may mắn như bản thân khi được sống bên người mình yêu thương và có một mái ấm hạnh phúc. Thực thần nhập cục sẽ cực kỳ có lợi cho những người làm nghề kinh doanh. Bản mệnh kiếm tiền không quá khó khăn, mặc dù phải hy sinh nhiều thời gian cho gia đình nhưng những gì bạn làm cũng vì muốn mang tới chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người thân yêu nên luôn được nửa kia ủng hộ. Tử Vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa. Còn đám mây mù che khuất, mọi việc chưa phải là lúc tiến hành vì còn nhiều trở ngại do công việc hoặc người mình mong muốn lại không đến. Nếu có đến lại không đúng như mình đã nghĩ, chờ đợi tin tức còn chậm hoặc không được như ý, ngày có sự tiến thoái lưỡng nan nên ngồi yên và chờ một dịp khác. Có tài lộc nhỏ, chuyện tình cảm không nên dây dưa không có kết quả. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ. Đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình, có tin xa, ngày dễ có sự hao tốn, chi phí khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Không nên ngại sự hao tốn, và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích. Tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc có cơ hội tốt trong tương lai. Đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình. Có tin xa, ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn nên giới hạn mọi việc không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nên âm thầm tiến hành công việc theo ý định của mình có sự gặp gỡ lại người xưa trốn cũ việc cũ chuyện tình cảm đã đến lúc phải có sự thay đổi đưa đến kết quả hoặc tiến lên hoặc chia tay đến nơi nào cũng không nên ở lâu bất lợi có lộc nhỏ lộc ăn quà tặng tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy sự mong cầu về tiền bạc tài lộc còn chậm hoặc vào nhanh ra nhanh có sự bảo bọc chi phí cho người khác công việc nên tiến hành bình thường chưa phải là lúc thay đổi cẩn trọng có tiểu nhân hoặc có tin xấu ở xa tử vi tuổi ngọ thứ tư này người tuổi ngọ cần phải tập trung hơn vào công việc chính của mình bởi thương quan xuất hiện có thể gây nên những rắc rối trong công việc đòi hỏi bản mệnh tập trung cao độ thì mới có thể giải quyết được càng lơ là để đầu óc trên mây thì bạn càng dễ có khả năng gây ra sai sót lại thêm ngũ hành sinh xuất còn khiến cho mọi chuyện thêm rối ren khi tình cảm của bạn không được như ý muốn bạn và người ấy có những mâu thuẫn và xung đột bất ngờ khiến cho cả hai đều cảm thấy tổn thương vì không được đối phương thông cảm và thấu hiểu cho khoảng cách cứ xa dần dạn nứt có thể khiến mối quan hệ của hai bạn sụp đổ bất cứ lúc nào hôm nay là ngày 22 âm lịch, theo hải thượng lãn ông, ngày này nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Không nên tính toán mưu sự công việc lớn lao hoặc thay đổi tình trạng hiện tại. Mọi việc chưa có thể kết thúc, tiến thoái lưỡng nan. Sự mong cầu về tin tức không có. Ngày có nhiều áp lực, trở lực. Tránh mọi sự thị phi, tranh cãi tình cảm không tốt mong cầu về tài lộc cũng bất lợi dễ hao tán tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy có sự thay đổi hoặc có cuộc đi mà lòng không vui có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng hoặc cần phải giới hạn không nên kéo dài sẽ không tốt sự chờ đợi về tin tức không được như ý không có kết quả mong muốn có trở ngại rắc rối tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt hoặc phải kéo dài qua ngày khác nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn dự tính có tin xa tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ nên cẩn thận trong việc di chuyển sử dụng phương tiện xe cộ máy móc ngày có nhiều biến động thay đổi bất ngờ khiến mình phải lo toan chống đỡ sức khỏe không tốt gia đạo bất an có chuyện buồn tin xấu ngày không nên khởi hành mưu sự chuyện lớn tiền và họa đi đôi tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc ngày không tốt không nên tiến hành hoặc giải quyết những việc quan trọng nên chờ tin khác có nhiều sự cản trở rắc rối và có nhiều tin tức không tốt về công danh buồn mạng tài lộc tình cảm gia đạo có chuyện buồn bất an tử vi tuổi mùi. Chính tài xuất hiện trong ngày hôm nay sẽ trợ lực cho người tuổi mùi có những quyết định sáng suốt, nhờ đó không chỉ giải quyết công việc ổn thỏa mà còn có thể thu về vài khoản tiền đáng kể. Tuy nhiên, bạn không nên chi tiêu quá nhiều mà nên ra lập kế hoạch tài chính rõ ràng, tiết kiệm hợp lý phòng các trường hợp khẩn cấp. Hôm nay người độc thân vượng vận đòa hoa, sớm tìm được cho mình người ưng ý để đồng hành trên bước đường đời. Bản mệnh nên thoải mái đón nhận tình cảm, chớ e ngại mà để lỡ mất lương duyên hạnh phúc chỉ đến với những ai biết nắm bắt trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng đông phía trong phòng thai phụ giường ngủ và nhà bếp do đó không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim không nên để mình bị lôi cuốn vào những việc đang xảy ra hoặc bị trắc trở khó khăn mọi việc nên từ từ giải quyết hoặc nên để vào ngày khác tài lộc trung bình, cầu về tin tức còn chậm. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy. Không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sư chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại. Có tin xa, nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước, đúng hạn kỳ. Nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại, nên tiến hành tuần tự giải quyết tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước có khách đến không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sư chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại nên nhắn tin để hỏi lại có tin xa nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ không nên dính líu vào chuyện của người khác, dù là công việc hay tình cảm sẽ bị nhiều vướng mắc. Chuyện trong nhà, nội bộ nên bàn thảo không nên giấu giếm, chỉ đưa đến sự bất hòa, đa nghi. Có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, di rời đồ đạc, văn phòng. Có khách đến. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Có sự vắng mặt của người mình mong đợi, hoặc đến chậm. Tình cảm tốt, không nên tin cậy nơi người khác, chỉ siêng năng lúc đầu mà biếng nhác về sau, hoặc chỉ là lời hứa suông. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi thân Thiên quan nhập cục khiến vận trình của người tuổi thân xa sút khá rõ. Ngày này, có quá nhiều chuyện xung quanh khiến bạn không thể tập trung làm tốt công việc hiện tại của mình. Vì vậy mà hiệu suất sụt giảm, công việc trì trệ. Chỉ cần một chút sai sót, bao cố gắng của bạn bấy lâu nay coi như đổ sông đổ biển hết. Ngày hôm nay, những chú khỉ cũng cần phải thận trọng hơn trong việc kết giao bạn bè cũng như mở rộng các mối quan hệ khi mà tiểu nhân vận của bạn đang khá vượng đừng vội vàng tin tưởng người khác bạn không thể biết được hết về con người của ai đó chỉ trong một sớm một chiều ngày này báo điểm vợ chồng dễ to tiếng khắc khẩu vậy nên làm gì bạn cũng cần tiết chế cảm xúc một điều nhịn chín điều lành hôm nay cũng không phải là thời điểm hợp lý để các bạn độc thân bày tỏ tình cảm với đối phương nên kiên nhẫn chờ thời cơ chín muồi cũng là để dành nhiều thời gian tìm hiểu đối phương kỹ càng hơn tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng không phải một lần giải quyết và ra tay hành động mà kết thúc được vấn đề. Sự việc sẽ càng thêm rối rắm và xung đột lẫn nhau. Tránh mọi sự cãi cọ, xô xát hoặc vì nóng tánh mà gặp rủi ro mất đi tình cảm với người khác. Ngày chỉ nên ngồi yên, việc thế nào thì chỉ làm như thế ấy. Tình cảm không tốt, tài lộc kém. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng. Tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả việc đi lại vận chuyển nên có sự cẩn thận càng chậm càng tốt có tin tức ở xa tài lộc trung bình nhưng không nên mưu cầu chuyện lớn tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ ngày tuổi của bổn mạng tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả ngày có nhiều việc thay đổi đột biến bất ngờ việc đi lại vận chuyển nên có sự cẩn thận càng chậm càng tốt có tin xa tài lộc trung bình nhưng không nên mưu cầu chuyện lớn tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều thay đổi, không nên theo đường lối cũ. Tiền bạc vào nhanh ra nhanh. Có quý nhân giúp đỡ. Giao thiệp với người khác phái bất lợi hoặc mình phải lo toan cho họ. Cẩn trọng về sức khỏe không tốt. Có khách hoặc có tin tức của họ. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Không nên tiến hành hoặc giải quyết những việc quan trọng, nên chờ tin khác. Có nhiều sự cản trở rắc rối, và có nhiều tin tức không tốt về công danh, bổn mạng, tài lộc, tình cảm gia đạo có chuyện buồn bất an tử vi tuổi dậu chính quan trợ mệnh tạo bước thăng tiến cho người tuổi dậu trong hôm nay bạn luôn giữ cho mình tinh thần hào hứng với công việc coi mỗi lần thành công là một lần khảo nghiệm khả năng của bản thân với tinh thần trách nhiệm cao lại luôn sẵn sàng cống hiến hết mình những chú gà sẽ sớm giành được những thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra nếu bạn bỏ được thói quen dành quá nhiều thời gian cho những việc riêng tư thì có lẽ đường tiến thân sẽ thuận lợi hơn rất nhiều tuy nhiên sức khỏe của con giáp này hôm nay không được tốt bạn cần chú ý chăm sóc sức khỏe nhiều hơn tránh để công việc và những nỗi lo lắng thường nhận ảnh hưởng nhiều đến tinh thần sức khỏe là vốn quý đừng đánh mất nó vì bất cứ lý do gì Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Ngày có sự thay đổi về hoàn cảnh công việc cũng như về tình cảm. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc có hẹn ở quá khứ. Chớ nên vì lo toan mục đích chung mà có bất hòa về ý tưởng. Có tin về sức khỏe, tình cảm, nơi ăn trốn ở của thân nhân hoặc bè bạn có liên quan đến mình. Tài lộc trung bình, chuyện tình cảm chớ nên để bị ràng buộc, hiểu lầm. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ, nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có tin buồn về đi lại, di chuyển, chờ mong tin tức. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Cẩn trọng trong việc đi lại, không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Cẩn trọng trong việc đi lại, không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn định kỳ nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước có tin buồn về đi lại di chuyển chờ mong tin tức tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nếu cầu về tình cảm hôn nhân hẹn ước thì nên tiến hành không nên nghe người ngoài có nhiều sự cản trở bị dòm ngó tài lộc vào ra thất thường có sự gặp gỡ bè bạn người xưa không nên nói trước điều gì sẽ bị ràng buộc sau này tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim ngày có tài lộc nhưng cũng dễ hao tán có sự gặp gỡ hoặc có nhiều tin tức của bè bạn quý nhân người thân nếu có lời đề nghị về công việc thì nên chấp thuận hoặc đi đến theo sự yêu cầu tử vi tuổi tuất thiên tài mang đến vận may và tin vui liên quan tới tiền bạc công việc cho người tuổi tuất người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập bên ngoài từ nghề tay trái, tìm được cho mình hướng đi, hướng phát triển mới trong tương lai, không bị phụ thuộc nhiều vào công việc chính. Với những người làm kinh doanh thì nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tính toán kỹ càng xem nên đầu tư, đổ vốn vào đâu thì thích hợp. Khi đang có tiền bạc dư dôi cần phải tính chuyện tương lai để nguồn tiền luôn trôi chảy, lợi nhuận không ngừng. Trong ngày hôm nay người đã có đôi có nhiều cơ hội để thể hiện tình cảm của mình với đối phương tình cảm được cả hai bên nâng niu và trân trọng nên vô cùng vững chắc những kỷ niệm đong đầy theo thời gian bạn đắm chìm trong niềm hạnh phúc tưởng chừng như vô tận tử vi tuổi giáp tất thuộc mệnh hỏa ngày không tốt mọi việc đều không nên tiến hành hoặc giải quyết nhanh chóng sẽ đem đến bất lợi ngày có nhiều chuyện gây ra sự bất an rối ren lo âu từ công việc cho đến tình cảm sức khỏe gia đạo bất an mọi việc đều chưa kết thúc tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ ngày có nhiều sự âu lo tâm tình bất an có tin buồn sức khỏe không tốt tiến hành công việc thì phải chịu buôn ba khó có kết quả như ý hoặc chỉ là phương pháp chữa cháy nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn trở ngại trong ngày tốt hơn là nên xem lại các việc cũ chỉnh đốn lại công việc đề phòng rủi ro nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định tử vi tuổi mậu tất thuộc mệnh mộc ngày tuổi của buồn mạng hãy nên tôn trọng những nguyên tắc cơ bản hoặc những gì đã có sự giao ước thì mới tốt. Cho nên nếu mình là người có sự sai lầm thì nên nhẫn nhịn. Ngược lại cần phải đề phòng có sự ngược ngạo, cháo trở do người hay hoàn cảnh gây nên, hoặc chỉ là hư danh, dễ gặp rủi ro, hao tài, tai nạn, có chuyện buồn. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Nếu thấy việc trước mắt có lợi nhưng cũng nên đề phòng rủi ro, hoặc có người dòm ngó gây sự cản trở cho mình. Có sự thay đổi công danh, chức vụ, phương hướng công việc làm ăn hoặc nghe tin về chuyện này, nên cẩn trọng trong mọi hành động, di chuyển, đi lại, dễ gặp rủi ro, có tin buồn. Tài lộc chậm hoặc có mà phải chia phần, chi phí, cầm tiền của người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy. Đã đến lúc cần phải thay đổi phương hướng làm ăn hoặc những công việc đã đến hạn kỳ. Tuy nhiên cũng nên đi tìm nhiều tin tức để khỏi lầm lẫn. Tài lộc không tốt, có người thân đi xa hoặc thay đổi ý định về tình cảm với mình. tử vi tuổi hợi. Tương hại giáng họa khiến người tuổi hợi gặp phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối trong ngày hôm nay. Tiểu nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, gây ra cho bạn nhiều thị phi, điều tiếng. Trong trường hợp đó, chớ vội nóng này mà hãy tìm hiểu gốc dễ vấn đề trước. Tính tình nóng này, dễ kích động khiến bạn hay đưa ra những quyết định sai lầm trước khi làm một việc gì nếu còn chưa chắc chắn hay thảo luận với những người đáng tin xung quanh mình hoặc hỏi xin kinh nghiệm xem sao có thể bạn sẽ có một hướng đi đúng đắn hơn hôm nay mối quan hệ giữa con giáp và nửa kia của mình rất tốt đẹp nửa kia luôn thấu hiểu và cảm thông cho bạn nếu gặp vấn đề gì khó xử hãy tâm sự với người ấy để đôi bên cùng tìm ra cách xử lý hiệu quả tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa sự mong cầu về công việc tiền bạc tin tức tình cảm không nên nóng này có sự chậm trễ chút ít nhưng vẫn có kết quả ngày nên tiến hành giải quyết công việc không nên e ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ chuyện tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ sửa chữa chỉnh đốn tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian sẽ có kết quả tốt tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ sửa chữa chỉnh đốn tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian sẽ có kết quả tốt chuyện tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim chuyện tình cảm không nên quyến luyến mà hãy để tự nhiên chớ nên ràng buộc nhau tình bạn nếu mới gặp gỡ không nên có những lời quá đáng đưa đến mít lòng sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc chỉ là lộc nhỏ tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nên hoàn trả nợ nần dù đó là chuyện tiền bạc hay về tình cảm mối giao hảo này nên giữ lâu dài dù giữa mình và họ có hai lối sống khác biệt nhau trong công việc nên bỏ ngoài tai mọi dư luận trách oán thị phi hãy giữ lấy ý kiến của mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại